Các em ơi, các em đã muốn nhận quà chưa? Quệ thì rất là nóng lòng muốn được phát quà cho các em rồi. Chỉ một chút nữa thôi, Quệ sẽ đích thân đi phát quà cho các bạn nhỏ ở đây. Và bây giờ, tiết mục xem hội trăng rằm do các em thiếu nhi mỹ dụ thể hiện. Xin các bạn cùng đón xem. Trăng tròn người sâu thật to, người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hội trăng tròn, em đi xem hội trăng tròn. Áo quần hài gấm bệnh bao, nhìn lên chân trời ông trăng, soi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ý à ý à nằm nghiêng, nhân san ý à nằm nghiêng. Em đi em lạc lối về, giữa đường gặp mấy chàng trai hỏi thăm con đường nhà em, quen xa hóa xa gần nhà, theo nhau đi tìm lối về. Trăng tròn thật sáng đằng sau, vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm. Trăng tròn người sâu thật to, người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hội trăng tròn, em đi xem hội trăng tròn. Áo quần hài gấm bệnh bao, nhìn lên chân trời ôn trăng, rồi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ý à ý à nằm nghiêng, nhân san ý à nằm nghiêng. Em đi em lạc lối về, đường gặp mấy chàng trai hỏi thăm con đường nhà em, quên xa hóa xa gần nhà, theo nhau đi tìm lối về. Trăng tròn thật sáng đằng sau, vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm nghiêng. Vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm nghiêng. Vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm nghiêng. Thank you.
thấy vầng trăng tối hôm nay sáng không? Và tại sân khấu hôm nay cũng có một vầng trăng, đó là tiết mục nhảy vô cùng sống động do các em thiếu nhi Hồ Phú Mỹ thể hiện. Thank you.
không để các em nóng lòng chờ đợi nữa. Bây giờ cô ấy sẽ nhờ các anh chị huynh trưởng phát quà cho các em. Các em có thích không? Cô ấy xin mời các anh chị ra đây đi phát quà cho các em đi. Trong lúc đó thì tiết mục nhảy Waka Waka do các em thiếu nhi Mỹ Dù thể hiện. Xin mời các em cùng thưởng thức. Các em ngồi xuống nha cô ấy. Các em ngồi xuống đi. À, các bậc phụ huynh cho các em tập trung ở phía trước này trước để quỷ có thể tiện lợi trong việc tặng quà cho các em. So this isn't over. The pressure's hard, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, hey, hey, time it up, me not time, but it won't. 'Cause this is Africa.